Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ năm ngày 15 tháng 2 năm 2024, nhằm mùng 6 Tết, Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024. Sau Tết, sáng hôm nay, mọi hoạt động cũng như các công việc đã trở lại bình thường. Công nhân, công viên chức và người lao động đã trở lại cơ quan, công trình. Nhiều công ty, doanh nghiệp tư nhân đã khai trương, cầu mong mọi điều tốt lành đến với họ trong năm mới này, với nhiều kỳ vọng. Đối với phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Vinh cũng rất tha thiết đón tiếp nhiều bệnh nhân ung thư từ khắp mọi miền tổ quốc đến đây để được hỗ trợ điều trị. Mặc dù các thầy đi theo đường lối của cha Vero Nguyễn Văn Tường là yêu thương cho không, tuy nhiên các thầy vẫn vui mừng mỗi khi có bệnh nhân mới lặn lội đường xa xa xôi để đến đây xin đăng ký hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Những hình ảnh tiếp nhận hồ sơ của cộng sự tại phòng khám, tư vấn bệnh nhân mới của thầy Nguyễn Tấn Thanh, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy rất nhiệt tình, gợi mở, trải lòng với người bệnh, người nuôi và cả gia đình của người bệnh cũng trở nên ấm áp. Sau khi bệnh nhân hoàn thành đủ thủ tục nhận bệnh tại nơi tiếp nhận hồ sơ bệnh nhân mới, bệnh nhân được giới thiệu qua nơi khám kiểm tra sức khỏe tại phòng khám làm việc của các thầy. Hầu hết các bệnh nhân được tư vấn thêm và hướng dẫn cụ thể những chế độ, những thay đổi về chế độ ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt cá nhân, tập dưỡng sinh, phơi nắng sáng, theo dõi tỉ mỉ những triệu chứng biểu hiện của cơ thể, vết thương, biện pháp làm giảm đau khi vết thương hoành hành dữ dội, đau nhức. Các thầy kết hợp với người nuôi chủ yếu để ưu tiên chăm sóc đặc biệt cho người bệnh được ổn định về mặt tinh thần, giảm bớt được nhọc nhằn khó chịu về tâm sinh lý, tạo tâm trạng thoải mái cho bệnh nhân để được thư giãn sảng khoái trong thời gian giữ gìn phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, trước đây cha Vero Nguyễn Văn Tường đã từng tổ chức nhiều buổi lễ hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư cho những bệnh nhân từ ác tính chuyển sang lành tính. Niềm vui của cha Pedro Nguyễn Văn Tường cũng như các thầy và các cộng sự đều lộ ra trên nét mặt nụ cười và cho các nhà hảo tâm đang âm thầm ủng hộ tài trợ phòng khám cũng vui lây. Và đến hôm nay vẫn vậy, mặc dù cha Pedro Nguyễn Văn Tường đã về với Chúa, nhưng mỗi khi các thầy hỗ trợ điều trị ung thư cho những bệnh nhân hoàn thành phác đồ và từ ác tính chuyển sang lành tính để về đoàn tụ với gia đình, cùng với đó là niềm vui mừng của các thầy và các cộng sự, lấy đó làm vinh dự, niềm tự hào đã thực hiện hoàn thành công trình phần việc cứu người từ cửa tử trở về để giữ gìn thành tích và báo công dân lên Chúa, lên cha Pedro Nguyễn Văn Tường, đồng thời tạo niềm tin cho các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, những người âm thầm ủng hộ, hỗ trợ các thầy cũng bác lòng với tấm lòng bác ái của các nhà hảo tâm. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, hôm nay nơi tiếp nhận hồ sơ bệnh nhân mới của phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy ở ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh cũng tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân mới. Những bệnh nhân mới đến đây trong tình trạng quá mệt mỏi, đau nhức, vết thương được người nhà đưa đến đây có biểu hiện rất yếu, phải ngồi xe lăn và nghỉ ngơi tại các giường bệnh được thầy Thanh kịp thời kiểm tra sức khỏe. Tuy nhiên, những xe lăn, những giường bệnh được gia đình nhà hảo tâm ở Mỹ tài trợ 4 giường bệnh, gia đình cô Trương Quý Phương tài trợ 2 xe lăn, 2 giường bệnh, tạo điều kiện cho các bệnh nhân được hỗ trợ điều trị ung thư tại đây được hưởng lợi. Diễn biến bắt đầu phát bệnh từ tháng 12 âm lịch mình tới hiện tại bây giờ cũng gần 2 tháng đi khám và chữa trị ở bệnh viện, nhưng mà bác sĩ cho to thuốc về nhà uống xong rồi điều trị thuốc nam thêm. Thì bên Tây Y á, họ trị như thế nào? Bên Tây Y thì chỉ có bảo là xạ trị, nhưng mà xạ trị ba thì không có sức khỏe để xạ trị, nhập viện xạ trị. Rồi bác sĩ cho to thuốc, mua thuốc về nhà uống, cũng thay thế xạ trị gần như xạ trị. Rồi hiện tại cái biểu hiện bệnh của tình trạng của ba em là gì? Cái biểu hiện bệnh của ba thì bây giờ chỉ có là mệt. Hồi lúc mà chưa uống thuốc của bác sĩ á, thì là đau, lối,
rồi nhức, bây giờ thì chỉ có mệt, rồi nhức mỏi, rồi ăn biếng ăn, ít ăn. Tại vì có người quen đang ở đây á, điều trị thấy có tiến triển tốt, cho nên là về ở nhà bảo gia đình mới xuống đây. Thì sau khi em nghe thầy Thanh á, tư vấn thì em đánh giá như thế nào? À, nói chung thì bây giờ thấy thì ở đây thì trước mắt là thấy là có người điều trị thấy cũng tiến triển tốt, nên là em thấy thì thầy Thanh ở đây thì cách hướng dẫn em thấy cũng thấy hợp lý. Rồi nhất định là cho ba điều trị đây. Dạ đúng rồi. Rồi cảm ơn em. À, chị có thể cho em biết họ tên, quê ở đâu, từ đâu đến không? Dạ em Nguyễn Ngọc Tiền, quê ở Kiên Giang. Rồi bệnh tình như thế nào có thể dạ, ca? Bệnh đầu đi khám thì bác sĩ nói em bị nang vú á, về sau đều uống hoài không hết. Rồi xong em quay qua em đi thuốc nam cũng mấy tháng cả năm, rồi thấy nó không hết. Rồi xong em đi Sài Gòn khám thì bác sĩ nói em là bị quay qua bị khối u ác tính, về di căn xuống cái thai. Thì bác sĩ kêu em ở trển là vô quá trị, em cũng như là không có điều kiện á. Rồi thành ra em vô nhóm, em thấy dưới ông cha tường này mấy chị điều trị dưới này, mấy chị giới thiệu em xuống đây để em điều trị cho cái bệnh em nó được hết. Bây giờ hiện tại cái bệnh của chị nó biểu hiện như thế nào vậy? Nó biểu hiện cái nay em nó sưng quá, nó làm cho em nặng á, rồi nó mỏi, nó đau cái nay em nè. Thì nó chỉ gì thôi chứ không có dở lên được, không có làm gì được hết. Rồi trong quá trình mình trị bệnh Tây Y thấy nó có thiên giảm như không vậy? Lúc em nằm ở chợ rẫy nửa tháng thì bác sĩ đó có vô nước thuốc đồ thì em thấy nó khỏe, nó có tay em nó cũng sẹp đi. Rồi xong bác sĩ cho em xuất viện về ăn Tết tới giờ thì cái tay em nó sưng lại, mà nó cũng làm cho con người nó mệt mỏi vậy đó. Rồi bữa hổm lên thì có đi lên tái khám lại thì bác sĩ kêu em nhập viện để quá trị. Nhưng mà quá trị cái kinh khí nó cao quá, em không có khả năng. Và thành ra em không có điều trị ở trạm. Chị có thể tâm sự về hoàn cảnh gia đình hiện tại không vậy? Dạ, hiện tại em bệnh cũng như hồi năm dịch tới giờ em không có làm gì ra tiền á. Rồi thành ra kinh tế nó cũng khó khăn. Còn ông xã thì cũng đi làm nuôi dịch đồ cho người ta vậy đó. Thì nói chung ra thì cũng đủ sống hàng ngày thôi chứ cũng không có dư giả gì. Sao chị biết ở đây mà tới đây vậy? Tại em vô nhóm á, rồi thấy mấy chị cũng bệnh như em nè, rồi mấy chị chia sẻ, rồi mấy chị giới thiệu cho em xuống. Cụ thể nhóm là sao hả chị? Cũng như là mình vô Zalo á, mình vô Zalo rồi đầu quen bệnh rồi với đó mình tìm hiểu á. Rồi cái mấy chị giới thiệu nó như bệnh này nọ vậy đó, rồi mấy chị kêu thôi xuống đây cũng động viên á, xuống đây cố gắng điều trị đi, mấy chị cũng hết nhiều rồi đó, có chị cũng xuất viện rồi, có chị cũng hết là 80-90% vậy đó. Vậy em thấy vậy rồi em cũng tin á, rồi thôi em xuống đây em điều trị. Nãy giờ chị nghe chỗ thầy Thanh á, dạ, tư vấn bệnh nhân thì chị hiểu như thế nào về cách thầy Thanh trình bày à? Dạ em thì thầy cũng chỉ cho em ăn cháo nano đồ vậy đó, thầy giải thích thì em thấy cũng nghe lời thầy cũng tin là để em gắng cố gắng để em ăn uống theo thầy hướng dẫn á, để cho bệnh tình em nó mau hết. Rồi xin cảm ơn chị. Dạ. Kính thưa quý ông bà cô chú anh chị, hôm nay truyền thông Thành Võ sẽ hướng dẫn về điều kiện đăng ký khám và hỗ trợ điều trị bệnh tại phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không ở ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Về điều kiện đăng ký khám và hỗ trợ điều trị bệnh, bệnh nhân được đăng ký khám và hỗ trợ điều trị bệnh phải đủ các điều kiện sau: là bệnh nhân mắc bệnh ung thư và có mang đầy đủ hồ sơ bệnh án chẩn đoán tại bệnh viện trong nước Việt Nam. Bệnh nhân phải mang theo căn cước công dân hoặc hộ chiếu. Bệnh nhân phải có ít nhất một người thân là cha, mẹ, vợ chồng, con cái của bệnh nhân hoặc người bảo hộ pháp lý có xét duyệt của cơ quan có thẩm quyền đến để cam kết bảo lãnh và chịu trách nhiệm với phòng y học cổ truyền. Bệnh nhân phải có người đi theo nuôi bệnh trong suốt quá trình hỗ trợ điều trị bệnh tại phòng khám. Người nuôi có thể là cùng một người
khí bảo lãnh ở trên, hoặc là bất kỳ người thân nào trong gia đình, dòng họ của bệnh nhân, không cho phép thuê mướn người ngoài, người không có quan hệ với bệnh nhân làm người nuôi bệnh. Người bảo lãnh hỗ trợ điều trị bệnh và người nuôi bệnh cho bệnh nhân phải mang theo căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân chứng thực được thân phận. Nếu không đủ các điều kiện trên, bệnh nhân chưa được đăng ký khám và hỗ trợ điều trị bệnh tại phòng y học cổ truyền Cha Tường Yêu Thương cho không. Về nguyên tắc của phát đồ trong suốt quá trình hỗ trợ điều trị bệnh, đối tượng kiên cử và không sử dụng thực phẩm có nguồn gốc động vật, ví dụ tất cả các thịt cá và các loại hải sản như tôm, cua, ruốc, mực, ốc, mật ong, nước yến, sữa có nguồn gốc từ động vật, trứng, phô mai, chỉ ăn được cháo nano trong suốt quá trình hỗ trợ điều trị, cụ thể là sẽ không được ăn cơm, ăn xôi, hủ tiếu, bánh canh, bánh hỏi, bánh bao, vân vân. Người bệnh được phép ăn uống thêm các thực phẩm có nguồn gốc thực vật như các loại rau, củ, quả, nấm, đậu, hạt, trái cây, sữa ngũ cốc, sữa đậu, sữa hạt, vân vân. Không được, bệnh nhân và người nuôi tuyệt đối không được ăn tất cả các loại đạm động vật và các chế phẩm từ đạm động vật. Lưu ý, nếu bệnh nhân và người nuôi ăn lén sẽ bị từ chối điều trị ngay lập tức. Người bệnh và người nuôi không được rời nhà trọ để đi chơi, đi về nhà, giải quyết các việc cá nhân. Người nuôi không được tự ý rời bỏ bệnh nhân ở lại một mình tại nhà trọ để xử lý việc riêng. Nếu người nuôi có việc đột xuất phải báo cáo các thầy và đổi người thân nuôi mới. Bệnh nhân không được ở nhà của mình hoặc ở nhà của người thân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh để bảo đảm quá trình điều trị không sai phác đồ. Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Truyền thông Thành Võ xin hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương cho không tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Nơi Thành Võ đang đứng là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh và trường Đại học Trà Vinh 1 km. Thành Võ chuẩn bị di chuyển vào quốc lộ 53 hướng đi Cầu Ngang Duyên Hải. Sau đó rẽ phải vào quốc lộ 53. Phòng khám Cha Tường Yêu Thương cho không làm việc từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần, chiều thứ bảy và chủ nhật được nghỉ. Đi thẳng khoảng 15 km nữa sẽ gặp nhà thờ Phước Hảo. Sau đó chúng ta sẽ đến cổng chào của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 5 km nữa, chúng ta sẽ gặp nhà thờ Vinh Kim. Đi tiếp khoảng 1 km, chúng ta sẽ gặp biển báo phía tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn. Sau đó, theo hướng chỉ dẫn vào nhà thờ Dòng Lớn là rẽ trái và đi tiếp nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn. Nhưng chưa đến nhà thờ Dòng Lớn thì chúng ta thấy biển báo phòng khám Yêu Thương và rẽ phải theo hướng chỉ dẫn đến phòng khám và sẽ tới nơi. Thân ái kính chào.